Hình ảnh trong video là hiện trường một vụ việc nghi là tự thiêu khiến một người chết, một người bị thương xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 2 tại cầu Ông Hóa, đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 9 giờ sáng ngày 5 tháng 2, người dân ở khu vực này thấy hai người đàn ông đi lên cầu Ông Hóa, sau đó châm lửa tự đốt. Khi người dân chạy đến hiện trường thì cả hai người đã cháy như đuốc. Thời điểm dập tắt được ngọn lửa thì cả hai đã bị bỏng nặng toàn thân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, một người đã tử vong nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc